suy diễn lệch lạc, tiếp tay cho kẻ chống phá đất nước cần phải xử lý nghiêm. Xuất phát từ quy luật nhận thức của xã hội, khi đứng trước hiện tượng tiêu cực dễ phát sinh nhiều suy nghĩ, ý kiến bi quan lệch lạc. Những ý kiến suy nghĩ lệch lạc, ba phải, cơ hội này dù đơn thuần là do thiếu hiểu biết hay do bản chất cơ hội, vụ lợi nhưng vô hình chung đã tiếp tay cho các thế lực chống phá lợi dụng. Chúng ta cần phải hết sức cảnh giác, đấu tranh xử lý. Từ một vài ý kiến băn khoăn và những suy nghĩ lệch lạc, sau một số phiên họp bất thường của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Quốc hội nước ta, phần đông cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân thể hiện trạng thái vui mừng, phấn khởi vì đảng ta đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói được, làm được, đã kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực nên đã bắt được nhiều sâu mọt hại nước, hại dân, đã chặt các cành sâu mọt để cứu cây. Tuy nhiên, trong nội bộ cán bộ, nhân dân xuất phát từ thiếu thông tin hoặc nhận thức chưa đầy đủ từ các khía cạnh khác nhau của từng vấn đề chính trị xã hội đã vội cho rằng công tác nhân sự của Đảng từ Đại hội 12 đến nay có nhiều vấn đề cần xem lại, nhất là khâu tuyển chọn cán bộ. Đất nước có biểu hiện bất ổn định chính trị, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đã gây ra không khí ngột ngạt, bất an trong xã hội. Rằng có ai bị phát hiện và truy tố, bị thi hành kỷ luật nữa không? Rằng cán bộ cấp cao sẽ không dám làm việc vì sợ khuyết điểm? Cũng có ý kiến băn khoăn vì sao đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực nhiều năm rồi mà vẫn chưa xong. Vai trò trách nhiệm của nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, của hàng trăm tờ báo, tạp chí ở đâu mà chỉ thấy Bộ Công an, Ủy viên Kiểm tra Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực vào cuộc. Sự suy nghĩ sai trái nêu trên là mảnh đất màu mỡ để cỏ dại mọc, các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị lợi dụng mượn gió bẻ măng, té nước theo mưa, đẩy mạnh sản xuất, chế biến tin giả nhằm châm chích, kích động, xúi dục những phần tử bất mãn có thái độ, hành vi phản ứng chống lại Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Thậm chí có phần tử cơ hội tỏ rõ quan điểm, thái độ, hành vi sai trái phủ nhận chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, tung ra các chiêu trò đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, tự do dân chủ, nhân quyền, xuyên tạc thành quả đổi mới, bôi nhọ danh dự uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Do cách nhìn siêu hình, không ít người dân nghe đài địch đã học đòi, bắt chước, theo đuổi cái xấu, hùa theo các phong trào phi chính trị, phi đảng phái, kích hoạt các hoạt động đòi xây dựng xã hội dân sự, kích hoạt sự phát triển của xã hội chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa bảo hộ ở phương Tây, với mưu đồ tìm giải pháp thay đổi chế độ đảng độc quyền toàn trị của tập đoàn Hà Nội. Hiện thực này đã nối giáo cho giặc, càng bị những kẻ xấu lợi dụng sai trái ấy để thiêu dệt, phao tin, đồn thổi và khuếch đại các hạn chế, khuyết điểm trong phòng chống tham nhũng của ta để từ chuyện bé xé ra to, gây tâm lý bất an cho xã hội. Hành vi đổ thêm dầu vào lửa trong gậy bánh xe này về bản chất đã gây ra sự nhiễu loạn thông tin, tạo ra các dư luận xã hội thiếu lành mạnh, dẫn đến việc quy chụp, quy kết, vu khống buộc tội Đảng, Nhà nước ta thiếu năng lực lãnh đạo, chỉ đạo công tác đổi mới. Làm cho một bộ phận người dân và số ít cán bộ đảng viên hiểu sai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tỏ ra bức xúc, thiếu sự đồng thuận với Đảng, Nhà nước về những vấn đề liên quan đến công cuộc chiến đấu trong thời bình, chống giặc nội xâm, đặc biệt là phòng chống tham nhũng tiêu cực, xử lý vụ án kỷ luật cán bộ sai phạm, cũng như việc tổ chức một số phiên họp bất thường. Mọi sự sai trái đều phải trả giá đắt. Ai cũng biết rằng bất cứ sự sai trái nào về đạo lý hay pháp lý cũng không thể chấp nhận, đặc biệt là sự sai trái lệch lạc về quan điểm chính trị, vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, tự biến mình thành kẻ theo đuổi bọn xấu, đồng lõa với bọn cơ hội chính trị bất mãn với chế độ, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Những người này đang đội lốt cán bộ đảng viên, về thực chất đã thoái hóa biến chất, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Những cán bộ đảng viên thuộc diện này trên thực tế chỉ lấy là đảng viên bình phong, ngụy trang, che đi kẻ xấu xa bên trong bản chất. Họ đã hiện nguyên hình là kẻ cơ hội chính trị nên thường bã phải, dùng nghị quyết, đường lối làm đồ trang sức, có vụ việc biết nhưng không nói, không đấu tranh chống quan điểm sai trái, chống diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, ngại và sợ liên lụy đến bản thân và gia đình, ngậm miệng ăn tiền. Về bản chất, họ đã vi phạm nhiều điểm trong 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, hệ lụy do họ gây ra từ việc bơm tin sai trái, cổ suý cho một số người dân, tạo nên bức xúc, bất bình với các hiện tượng tiêu cực xã hội ở địa phương, làng xã, khu phố. Họ không đủ bản lĩnh để nhẫn nhịn nên có cơ hội là bùng phát, phản ứng tiêu cực, chống lại Đảng, Nhà nước theo quy định, nói bừa, nói lấy được, mặc dù không nắm chắc bản chất vụ việc, các vấn đề diễn ra ở Hà Nội, ở Trung ương và địa phương. Chiêu trò dỉ tai nhau, tán phát thông tin sai trái, qua nghe lỏm từ sự phao tin, đồn thổi của kẻ xấu, từ quán nước vỉa hè đến nghe vào phao tin đài báo địch. Dẫn đến phát ngôn bừa bãi, nói xấu chế độ từ sự suy diễn, ngụy biện thật đáng trách, cần phải xử lý nghiêm theo pháp luật.
Lợi dụng sự sai trái này, các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị không chỉ moi tin mà còn chế biến các tin tức sai trái ấy, chế tạo thành các bài viết, video, giả mạo để tung lên mạng xã hội, kích động người dân chống phá đảng, nhà nước và chế độ, làm rối loạn môi trường chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực tế này diễn ra và ít nhiều gây khó khăn đối với việc quy tụ, tập hợp, khơi dậy và phát huy các nhân tố con người trong xây dựng thế trận lòng dân, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nhất là ở các nơi có điểm nóng, địa bàn phức tạp. Cần đề cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên. Sự băn khoăn lo lắng của vận mệnh quốc gia dân tộc, sự sống còn của chế độ, vai trò lãnh đạo của đảng ở một bộ phận người dân cũng là dễ hiểu, nhưng đừng để bị dẫn dắt, bị lợi dụng thành những kẻ tiếp tay chống phá đất nước để rồi phải trả giá bởi pháp luật. Nhất là một bộ phận cán bộ đảng viên, thành phần đáng lẽ phải gương mẫu, đi đầu chống lại mọi biểu hiện lệch lạc sai trái.